sẻ luôn. Có nhá bạn thương thương nhá, có chân váy bò ngắn mặc sáp nhá. Có chân váy bò ngắn mặc sáp đang xả 80k thôi. Hôm nay em xả váy trễ vai nhá. Xả váy trễ vai có 20 cái thôi. Ai lấy thì chấm cho em một chấm. Comment để em like từng mẫu nhá. Lấy cho chị mấy cái móc. Vũ Huyền Trang cho xem váy bò rồi, ok bạn nhá, đợi mình một chút mình cho bạn xem váy bò nhá. Vũ Huyền Trang ơi, gửi đơn chị mắt. Gửi đơn bình... Đơn của Vũ Huyền Trang gửi rồi em ơi. Đơn ngày nào chị đi ngày đó rồi em ạ. Bầu 5 tháng, cái này đến 9 tháng luôn Ngọc Ánh ơi. Những váy như thế này mặc đến 9 tháng luôn nha em nhá. Đây này, những cái này em có thể mặc đến 9 tháng luôn. Mà ngày hôm nay đang xả rất là rẻ luôn này. Đó, 110k một váy nhá. Xả 110k một váy thôi. Rất là rẻ luôn, hàng này đang bán 150k. Mới xả xuống còn 110k thôi nhá. Ai lấy cái nào thì comment lại cho em này. Ai lấy cái nào comment màu cho em nhá. Màu như em đang mặc này, màu như em đang mặc là màu hồng hoa nhí này. Có màu xanh hoa nhí này. Đấy, màu hồng nhạt hơn này. Để em show màu cho cả nhà xem nhá. Màu à, lâu lắm rồi em mới xả đến váy à. Bởi vì là váy bây giờ bắt đầu vào mùa váy cho nên em không xả váy đâu. Có kiểu vai lên được không? Cái này vai lên em ơi. Cái này em muốn mặc như thế nào cũng được em này. Cái này em muốn mặc như thế nào cũng được nhá. Em muốn mặc trễ cũng được mà em muốn mặc trên lên cũng được, thoải mái luôn mà em. Mặc trễ cũng được mà mặc lên cũng được nhá. Ok cả. Kiểu nào cũng được. Có hơn 20 chiếc thôi cho nên là 20 chiếc thôi cho nên là em xả luôn nhá. Nên em xả luôn. Về cái nào là xả luôn cái đó cho nhanh. Bốn màu ấy. Kéo lên thoải mái em ơi. Kéo lên thoải mái nhá. Ngọc Ánh nhá. Màu rất là đẹp luôn này, những cái này mặc đến 9 tháng thoải mái luôn nhá. Em xả đồng giá 110k này, ai lấy váy nào thì comment lại cho em nhá, 110k. Duy nhất ngày hôm nay thôi, mà duy nhất trên cái live stream này em mới xả 110k một váy nhá. Có 5 màu. Có 5 màu này, có màu đỏ này. Có 5 màu nhá, màu đỏ. Màu đỏ này. Màu xanh than này. Màu xanh than nhá. Nó mà cảm giác nó cứ chói chói nhở, có mọi người thấy chói không? Màu đỏ này. Đây, nếu như bình thường là kéo trễ xuống như thế này nhá. Bình thường kéo trễ vai xuống như thế này. Đấy. Váy này là váy trễ vai nhá. Có màu đỏ này, màu xanh than này. Bạn Ngọc Bích nói gì à? Bạn Ngọc Bích ơi, màu xanh than nhá. Lóa, đúng rồi, hơi lóa nhờ, không hiểu vì sao nó lại lóa thế. Đây nhá. Đơn lóa chưa ạ? Đúng rồi, bị chói đó, cứ chói chói nữa. Màu hồng nhạt hơn này. Màu hồng đậm là mình đang mặc nhá. Mình đang mặc màu hồng đậm này. Ai lấy màu nào thì comment lại này. Và màu xanh này. Màu xanh này. Nhìn mờ quá à. Mờ quá không thấy à. Trời ơi, nó mà nó lại mờ thế này. Không hiểu vì sao nó lại mờ thế này nhỉ. Mọi người nhìn bây giờ thì lại hơi tối đúng không? Bây giờ thì lại hơi tối đúng không? Đây nhá. 110k em ơi, 110k chỉ xả duy nhất ngày hôm nay trên livestream này thôi. Bởi vì là 150k, bây giờ xả còn 110k nhá. Mọi người biết là nhà em bán hàng xỉ rồi đấy, cho nên là nhà em không lời nhiều đâu. Mà hôm nay em xả giá gốc ấy. Tối à, bây giờ
cũng không biết là vì sao nữa, bây giờ không biết là làm thế nào nữa cả. Chỉnh đủ góc rồi, chỉnh đủ góc rồi mà nó vẫn tối thế này. $110k nhá, có 5 màu này. Có 5 màu này, màu hồng đậm, như em đang mặc này, hồng đậm này, màu xanh. Màu xanh nhạt nhá. Màu hồng nhạt hơn này, ai mà mặc màu hồng nhạt hơn này nhìn rất là baby luôn. Nhẹ nhàng, mặc rất là nhẹ nhàng luôn. Ai muốn em mặc thử màu nào thì comment đó để em mặc thử nhá. Ở 22 46 Bến Thủy, nhưng mình chỉ xả trên livestream thôi nhá. Đến cửa hàng mình vẫn bán với giá 150k, 140k với 150k nhá, chứ không bán với giá này đâu ạ. Ở giá này em chỉ bán trên livestream thôi mọi người. Ai đặt thì comment lại cho em nhá. Ai đặt thì comment lại cho em này. 5 màu nhá. Có màu đỏ. Có màu đỏ này. Màu đỏ nhá. Màu xanh than, màu xanh than có 2 chiếc thôi. Ai lấy màu xanh than thì comment lại cho em này. Màu xanh than này. Màu đỏ này, màu xanh than, màu hồng nhạt. Hồng nhạt nhá. Màu xanh nhạt hơn, màu xanh nhạt này. Đảm bảo với mọi người là hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn nhá. Như em đang mặc này, hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Nhưng cái chun này bó rất là sát luôn. Bó sát không bị tuột xuống đâu ạ. Không bị tuột vai xuống đâu nhá. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em ạ. 110k, xả đồng giá 110k một váy nhá. Váy hồng này 170k bạn ơi. Váy hồng này là 170k nhá bạn. Váy hồng này là 170k một váy ạ. Đây ạ. Váy này là 170k một váy nhá. Đó. 170k một váy. Hôm nay em chỉ xả dòng trễ vai này thôi nhá. Ai lấy mẫu nào thì comment cho em ạ. Có có gần 20 váy thôi. Ai lấy mẫu nào thì comment cho em nhá. Có màu xanh này. Em bắt đầu xả đến mã này nhá. Em xả dần từng mã một. Mỗi mã em sẽ không có von tầng nhá bạn ơi, không có váy von tầng đâu ạ. Chỉ có váy van này thôi nhá. Ai lấy váy van này thì comment lại cho em này. 110k một váy. Ai lấy thì comment cho em nhá. 110k có 5 màu. 110k có 5 màu này. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em này. Có đỏ, xanh than, màu hồng nhạt, hồng đậm và màu đỏ xanh than hồng và màu xanh nhá. Đó. Ai lấy màu nào thì comment cho em không. Đến cửa hàng em cũng không xả với giá như em bán trên livestream đâu, cho nên mọi người ai ưng thì đặt nhá. Mọi người ơi, ai đã xem chấm chưa? Một chấm vậy à? Rất chi là đông người xem mà. Hay là dạo này mình bị vô duyên thôi. Váy 110 Nguyễn Hương ơi. Váy 110 nhá, mình không ship sope đâu. Váy đồng giá 110 nhá. Cái này thì 40 cân cũng mặc, 3-40 cân cũng mặc, mà 5-6-70 cân cũng mặc. Bởi vì là nó có co giãn nhá. Nó có co giãn. Những cái váy này có co giãn và bầu bí, mặc đến 9 tháng luôn, thoải mái luôn nhá. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em ạ. Có 5 màu. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em nhá. Màu số 1 là màu xanh này. Màu số 1 là màu xanh nhạt nhá. Hoa nhí xanh nhạt rất là đẹp luôn. Đây là màu số 1 này. Ai lấy màu số 1 thì comment cho em nhá. Màu số 1 này. Màu đỏ đấy em ơi. Màu số 2 là màu đỏ nhá. Màu số 1 là xanh nhạt này, màu số 2 là màu đỏ. Đây. Ai lấy đỏ thì comment cho em này. Không miễn phí ship bạn ơi, hàng xả rồi không miễn phí ship nữa nhá. Bạn Khánh Trung Nguyễn nhá. Màu số 2 là màu đỏ này. Có xỉ nhá bạn ơi. Màu số 3 là màu hồng. Màu số 3 là màu hồng. Màu số 4 là màu xanh than. Màu số 4 là màu xanh than nhá. Màu số 5 là màu như em mặc. Ai lấy màu nào thì comment cho em số thứ tự cộng với kèm theo số điện thoại nhá. Ai lấy số nào comment số thứ tự 1 2 3 4 5. Sau đó 110k bạn Thiên Hương ơi. Ai đang xem thì comment xỉ bạn inbox giúp mình nhá bạn ơi. 110k nhá, ai đang xem comment giúp em chứ đồng giá 110k với ạ. Hôm nay váy em xả đồng giá 110k nhá. Xỉ là một
từ 5 cái nhá bạn. Bạn Trung mà lúm lấy xỉ vui lòng inbox cho mình nhá. Đây bạn ơi, Nguyễn Hương ơi, mình đứng lên cho bạn xem nhá bạn Nguyễn Hương. Mình đứng lên cho bạn xem nhá. Mình đứng lên cho bạn xem dáng váy này, dáng váy cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mình đứng lên đó nha, dáng váy rất là đẹp luôn. Đúng rồi, váy đồng giá nhá Mai Lan ơi, váy đồng giá 110k, cảm ơn bạn nha. Để mình ghi bình luận của bạn vào. Váy đồng giá 110k nha, ai đặt ai lấy thì comment cho em này. Đây nha. Em chỉ xả, mọi người lưu ý em chỉ xả váy này thôi nhá. Mọi người lưu ý em chỉ xả váy che vai thôi. Ai lấy váy che vai này thì mới comment giúp em nhá. Thì mới comment cho em ạ, cho nhanh. Đây. Có 5 màu nha, có 5 màu, màu xanh nhạt này, màu đỏ này, màu hồng nhạt, màu xanh than và màu hồng đậm như em đang mặc nhá. Ai lấy váy nào thì comment giúp em ạ. Bạn Lê Dĩ lấy hồng đậm là ok nhá. Bạn Lê Dĩ lấy hồng đậm comment cho mình số điện thoại bạn ơi. Bạn lấy hồng đậm comment cho mình số điện thoại nhá. Đây bạn này. Dáng của váy đây nhá. Dáng của váy dài qua gối bạn ạ. À. Bạn yên tâm đi, dáng váy này rất là dài luôn. Dáng váy dài qua gối luôn nhá, maxi này. Dáng váy này dài cho các bạn cứ yên tâm nhá. Đây. Đó. Dài qua gối luôn ạ, à, đến ngang bắp chân luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm ạ, à, dáng váy rất là đẹp luôn. Dáng váy này em đảm bảo với mọi người là siêu đẹp luôn. Đấy. Cái đường bó của nó rất là dài luôn, đường bó dài cho nên tạo điểm nhấn ở eo nhá. Rồi ok, bạn Lê Dị ok nhá. Lê Dị. Rồi ok, ai lấy màu nào nữa? Không có váy đến mắt cá chân bạn ơi, không có váy đến dài đến mắt cá chân đâu ạ, chỉ đến ngang bắp chân thôi nhá. Ngang bắp chân nào cũng đã dài lắm rồi. Nếu như váy đến mắt cá chân thì các bạn phải lấy voan ạ. Các bạn phải lấy hàng voan mỏng nhá. Cho em xem màu xanh ok, em màu xanh đây em ơi, có hai màu xanh nhá, có xanh nhạt này. Và có màu xanh than nhá, có xanh nhạt và xanh than, đây là xanh nhạt này. Em lấy váy nào thì comment nhá, không có váy tầng bạn ơi, có váy dài, không có váy dài mắt cá chân nhá, không có váy dài đến mắt cá chân đâu ạ. Em chỉ xả, mọi người lưu ý em chỉ xả dòng váy này thôi. Dòng váy này em về chỉ được hơn chục cái, hai chục cái thôi. Cho nên em xả 110k nhá. Em xả 110k một váy, rất là đẹp luôn ạ. Đảm bảo mọi người siêu đẹp luôn. Hàng này là hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu đây như em mặc này, rất là đẹp luôn. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em nhá. Ai lấy màu nào thì comment lại ạ. Có màu xanh nhạt, màu xanh than, màu đỏ, màu hồng đậm và hồng nhạt. Váy này 60 cân cũng thoải mái các bạn ơi, 60 cân cũng thoải mái luôn nhá. Hàng này bầu bí đến 9 tháng vẫn mặc thoải mái luôn mà, bởi vì hàng này co giãn rất là mạnh luôn. Hàng váy này nhá, bầu thoải mái bạn Thanh Hoa ơi, bầu vẫn thoải mái nhá. Hàng này hôm nay mình, bởi vì là rất nhiều các bạn bầu ấy nói là mình nhập, mình like váy von ấy, hôm nay mình mới like nhá, 110k thôi. Em mà Mai Lan ơi, không có màu vàng nữa em nhá. Hết màu vàng rồi, hết sạch màu vàng rồi nhá. Ok em thấy em, nhưng tí nữa em inbox thì tí em cứ việc inbox giúp chị để chị có nhân viên check rồi nhá. Em lúc nào inbox cho chị cũng được nhá, chung là lúm nhá, lúc nào cũng có người check cho em. Đấy nhá. Người mà. Đây có màu hồng này. Lâu lắm rồi em toàn like áo sơ mi với áo phông thôi, lâu lắm rồi em mới like hàng váy đấy ạ, xả hàng váy đấy, cho nên mọi người nhanh tay nhá. Không bao giờ em bán rẻ như thế này đâu. Mai mọi người đến cũng không thấy em bán rẻ như thế này đâu ạ. Màu hồng nhạt này. Bình thường thế này thì phải đập tới tới gì. Nào 3 4 xem. Đây, dáng váy này cực kỳ đẹp luôn, tay bồng này. Đây ạ.
Đó. Tay hoan bồng nhá, rất là đẹp luôn. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em nhá. Có 5 màu, hồng nhạt, hồng đậm, màu xanh. Màu xanh nhạt, màu xanh than và màu đỏ. Xanh nhạt, xanh than và màu đỏ nhá. Ai lấy thì comment cho em ạ. Em nhắn lên thông thường ấy. Bạn Hoàng Nguyễn lấy màu xanh than, ok comment cho mình số điện thoại nha bạn ơi. Bạn lấy màu xanh than comment lại cho mình số điện thoại nha. Màu xanh than này rất là đẹp luôn, chứ màu xanh than chỉ có 2 chiếc thôi. Màu xanh than chỉ có 2 chiếc thôi. Rất là đẹp luôn, bạn Hoàng Nguyễn comment lại cho mình số điện thoại này. Xả đồng giá 110k. Chưa bao giờ xả rẻ như thế đâu ạ. Bạn Hoàng Nguyễn lấy xanh than này. Bạn Hoàng Nguyễn comment lại cho mình số điện thoại nha bạn ơi. Bạn Hoàng Nguyễn comment lại cho mình số điện thoại nha. Ai lấy màu xanh than nữa không ạ? Xanh than còn một chiếc thôi nha. Xanh than còn một chiếc thôi. Ai lấy nữa thì comment lại cho em này. Thoải mái Hoàng Nguyễn ơi. Mình đảm bảo với bạn là vừa nhá. Mình đảm bảo với bạn là 6-70 cân cũng vừa nhá. 6-70 cân đều vừa, 70 cân cũng vừa, chứ không phải 60 cân nữa. Cho nên bạn cứ thoải mái cho mình. Bởi vì đây bạn thấy này, những cái hàng chun này nó co giãn rất là mạnh luôn. Những cái hàng chun này co giãn rất là mạnh luôn này. Thấy, cho nên là bạn mặc thoải mái đi. Bởi vì bầu 9 tháng vẫn mặc mà. Bầu 9 tháng vẫn mặc mà Hoàng Nguyễn. Cho nên bạn cứ yên tâm ạ. Bạn comment cho mình số điện thoại nhá. Đây. Rồi bạn Kim Dung Mi lấy màu xanh than nữa thì chốt nốt đi ạ. Chốt nốt cho mình số điện thoại đi, là hết hai màu xanh than là mình hết nhá. Này Kim Dung Mi nữa này. Bạn Kim Dung Mi comment số điện thoại và bạn Hoàng Nguyễn comment số điện thoại nhá. Hai bạn comment cho mình hai màu xanh than là hết sạch rồi nhá. Ai lấy thêm màu nào nữa thì comment cho em nhá. Hiện tại bây giờ chỉ còn 4 màu thôi ạ. Hiện tại bây giờ còn 4 màu nhá. Màu xanh nhạt, màu hồng nhạt và màu đỏ và màu hồng đậm nhá. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em ạ. Ai lấy màu hồng nào thì comment lại cho em nhá. Rồi Kim Dung Mi ok nhá. Đây bạn ơi, Hoàng Nguyễn ok nhá. Mặc bạn ơi, mặc đi làm thì các bạn có thể kéo lên bình thường nhá. Đây các bạn, nếu như mặc đi làm thì các bạn kéo lên bình thường như thế này này bạn. Bạn Thanh Hoa ơi, nếu như mà mặc đi làm các bạn kéo lên bình thường như thế này thoải mái ok luôn này. Không phải trễ vai đâu. Đây là mình kéo trễ vai vì là dáng váy của nó là dáng váy. Các bạn mình mặc trễ vai cho các bạn xem ấy. Thôi chứ còn dáng váy này các bạn có thể kéo xuống hoặc là các bạn thả lên vẫn bình thường nhá, hoặc các bạn thả lên như thế này vẫn bình thường này. Nếu đi bạn Kim Dung Mi ơi, hàng này hàng mình xả thôi mà mình lại thuê ship với mình, bạn ưng màu nào thì chọn màu nào thì mình chỉ ship màu đấy thôi nhá. Mình không ship để thử đâu, bởi vì là hàng này mình thuê người ship, họ chỉ cầm được một sản phẩm thôi nhá. Chọn không có các màu lại với đây. Thanh Hoa ơi, đây nhá. Xanh đen là cái vừa nãy đã Kim Dung. Không, tất cả này là giữa hai màu, màu xanh và màu đen để mình thử nhá. Không có màu đen. Đây nhá, không có màu trắng bạn ơi. 22 Phó Thị Sáu Bến Thủy, nhưng mình chỉ xả ở trên live thôi nhá. Mình chỉ xả trên live đồng giá 110k đây. Các bạn những cái dáng này các bạn có thể mặc được hai kiểu. Các bạn mặc trễ vai cũng được hoặc là kéo lên trên bình thường cũng được nhá. Không có màu trắng đâu. Hiện tại chỉ còn 4 màu thôi, còn màu xanh nhạt này, màu hồng nhạt này mặc cực kỳ đẹp luôn, màu hồng nhạt này mặc cực kỳ sáng da luôn này, mặc cực kỳ baby luôn. Ai lấy cái màu hồng nhạt này? Cho quay đỏ ok bạn Xuân Hòa ơi, màu đỏ đấy bạn này. Ai muốn em mặc thử màu nào thì comment ở đó để em mặc thử cho mọi người xem luôn nhá. Để mặc thử lên dáng cho mọi người xem luôn. Ai muốn em mặc hết xanh đen rồi Thanh Hoa ơi. Có rồi, hai người được bình luận số điện thoại rồi em. Bạn Hoàng Nguyễn này 0986. Ghi đi. 0986 116800 là Hoàng Nguyễn nhá. Rồi Kim Dung Mi này 0983 775 624. Rồi bạn Diện Nguyễn ok nhá. Diện Nguyễn lấy mẫu đang mặc ok này. Diện Nguyễn 0987. Ok em mặc thử đỏ nhá mọi người ơi, đỏ cũng chỉ có 2 mẫu thôi. Đỏ chỉ có 2 chiếc thôi nên em mặc thử mẫu luôn.
ra mặt đỏ nó đẹp như thế này, hóa ra mặt đỏ lên màu nó cũng xinh như thế này. Không ship Shopee bạn ơi, đúng rồi, 110k một áo thôi nhá. Nhà mình không ship Shopee đâu, đỏ chỉ có 2 chiếc thôi. Ai lấy đỏ thì comment cho em nhá. Hàng này nó nhẹ lắm. Hàng này nó rất là nhẹ, 110k thôi. Hàng này nó rất là nhẹ cho nên là ship chỉ mất 20-25k thôi. Mà hàng này hàng xả rồi cho nên nhà em không ship Shopee đâu mọi người nhá. Ship Shopee nó rất là loằng ngoằng ấy. Nó rất là loằng ngoằng. Ai lấy màu nào nữa thì comment lại cho em nhá. Hiện tại đỏ còn 2 chiếc, ai lấy thêm thì comment lại cho em này. Đỏ còn 2 chiếc thôi nha. Ai rồi, cô Út lấy đỏ comment số điện thoại em ơi. Cô Út lấy đỏ comment lại số điện thoại đi em. Này cô Út lấy đỏ này, comment số điện thoại cho chị nhá. Đỏ còn 1 chiếc nữa thôi, ai lấy đỏ nốt thì. Rồi Xuân Hòa lấy đỏ, hai bạn comment số điện thoại cả nhá. Đỏ hết sạch nhá, mình chuyển sang màu hồng nhạt này cho các bạn xem này. Màu hồng nhạt mặc thời tiết này cực kỳ mát luôn. Đúng rồi, mình ở Nghệ An nhá, cô Út ok em nhá. Mình chuyển sang màu hồng nhạt này, ai lấy màu hồng nhạt. Rồi Phương La La lấy một hồng nhạt, một xanh nhạt. Ok em nhá, Phương La La này. Ok em nhá, Phương La La này. Em ơi Thanh Hoa ơi, đỏ hết sạch em ơi, đỏ không còn nữa nhá. Đỏ hết rồi, em chậm tay, em chậm chân mất rồi. Bây giờ chị đi mặc màu xanh màu hồng nhạt nhá. Em đã nói là màu hồng nhạt rất là đẹp rồi, mọi người hãy tin em đi. Hồng nhạt cực kỳ đẹp luôn, mặc rất là baby luôn. Chị nghe em đi, hãy lấy màu hồng nhạt đi, màu hồng nhạt nó phù hợp với màu da của mình nhất. Màu hồng nhạt rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, màu hồng nhạt đấy nhá mọi người ơi. Em like xong hàng này em sẽ chuyển sang hàng mẫu khác, mọi người cứ bình tĩnh ạ, mọi người bình tĩnh nhá. Hồng em còn hồng nhạt này, hiện tại em còn 3 màu nữa nhá. Ai muốn mặc em mặc thêm màu nào thì comment lại cho em nhá. Ai muốn em mặc mẫu nào thì comment lại cho em này, hồng nhạt quá đẹp luôn. Ai lấy hồng nhạt thì comment cho em hồng nhạt này. Ai lấy hồng nhạt hồng đậm nhá. Hồng nhạt thì comment cho em hồng nhạt này, có màu xanh nhạt nữa này. Mặc rất là xinh luôn ấy. 110k thôi, ai lấy thì comment lại cho em nhá. Còn xanh nhạt Xuân Hoa ơi, còn xanh nhạt nhá. Xanh nhạt vẫn còn. Có hồng nhạt, xanh nhạt và hồng đậm. Chính ra mọi người ạ, mùa hè các bạn chỉ mặc những cái màu nhã nhặn, màu nhạt nhạt màu thôi thì nó rất là đẹp luôn, mà nhìn nó lại mát mắt. Chứ các bạn mặc màu hơi đậm ấy, mà mặc màu đậm ấy thì lại cảm giác là nóng nhá, lại cảm giác là nóng bức. Đó, màu hồng nhạt rất là nhẹ nhàng luôn đây. Em đứng lên cho mọi người xem nhá. Em đứng lên cho mọi người xem này. Siêu xinh luôn. 110k có gì mà không lấy. Quá đẹp. Không tội. 110k thôi nhá, ai lấy thì comment lại cho em này. 110k nhá, có hồng nhạt. Hiện tại còn 3 màu hồng nhạt, xanh nhạt. Ship thành phố Nam Định, ship thành phố tầm 20-22k thôi. Có Oanh Oanh ơi, thấy em nhá. Thành phố Nam Định tầm 20-22k thôi. Ship thành phố rất là rẻ luôn, ship đến thành phố rất là rẻ luôn. Bởi vì từ mà chỉ mất 1 ngày thôi. Mà chỉ mất 1 ngày đến 2 ngày thôi, 1 ngày thôi. Rất là nhanh luôn, ship thành phố cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Chỉ có ship huyện và xã thì mới lâu thôi. Đây màu hồng nhạt đây, ai lấy màu hồng nhạt thì comment lại cho em màu hồng nhạt nhá. Mọi người muốn em mặc thêm màu gì thì comment lại cho em ạ. Hiện tại còn 3 màu nhá, màu hồng đậm này, có màu hồng đậm này. Thấy em ơi, Nguyễn Quốc Khang ơi, Nguyễn Quốc Khang nhận được hàng rồi đúng không em? Đồ bộ bên này chị ạ. Nguyễn Quốc Khang, hàng này em cũng mặc được nhá Nguyễn Quốc Khang nhá. Em lấy hàng rồi đúng không? Thấy lần này thấy khen mù mịt đấy. Cho em cái xanh nhạt ok, em lấy cái xanh nhạt nữa đúng không? Ok nhá, thử màu xanh nhạt ok. Hoàng Nga ơi, mình đi thử màu xanh nhạt cho các bạn xem nhá. Mình thử màu xanh nhạt nhá. Khánh Hòa ok này. Được rồi chị, rồi ok nha Khánh Hòa. Rất vừa ý em rồi, đúng rồi, chị nói mà hàng đẹp mà. Chị ơi đây này chị này. Mới về xong chị lấy hộ em thôi nhá.
đẹp em lần sau ủng hộ chị tiếp nha em ơi. Đẹp lần sau ủng hộ chị tiếp nhá. Màu xanh nhạt thắm phạm ok, Khánh Hòa ok, thắm phạm ok nhá. Phải thu như thế mà quần ngố đúng không chị? Đây chị này. Nhiều màu đây đây chị này, ở cặp bên này nhá. Ok nhá, còn xanh nhạt em chỉ còn 2 chiếc nữa thôi. Ai lấy xanh nhạt nữa thì comment cho em này. Ai lấy xanh nhạt nữa thì comment cho em nhá. Đó. Đảm bảo với mọi người là siêu đẹp luôn. Bộ đi mấy chị? À, bộ nào chị? 79.000. Con xanh nhạt đấy em phải mình. Có oanh em có hồng chưa? Oanh có hồng chưa em? Oanh lấy hồng đậm hay hồng nhạt? Oanh chưa có em ơi, oanh comment lại cho chị số điện thoại với. Oanh comment là em lấy hồng đúng không? Em comment lại cho chị số điện thoại với em ơi, chưa thấy của em đâu cả oanh nhá. Lát thử hồng đậm em xem có ok. Chị thử hồng đậm cho mọi người xem đi nhá, màu hồng đậm cũng rất là đẹp luôn này. Màu hồng đậm cũng rất là đẹp luôn. Ai lấy hồng đậm cũng chỉ còn 2-3 chiếc thôi. 2-3 chiếc thôi. Ai lấy nữa thì comment lại cho em nhá. Màu có màu hồng đậm, màu hồng nhạt và màu xanh nhạt. Em sắp hết rồi, em sắp hết là em chuyển sang mã khác nhá. Mà em váy của nhà em ấy thì riêng chỉ có mã này là em xả sốc nhất thôi nhá. Hết đỏ rồi Phương Thanh ơi, hết đỏ rồi, em vào chậm chân mất rồi. Các bạn lấy hết đỏ rồi nhá. Hết đỏ, hết sạch đỏ rồi. Ai lấy cái mẫu nào thì comment lại cho em này. Bây giờ em đi thử màu hồng đậm nhá. Ai lấy màu hồng đậm thì còn 3 chiếc thôi. Ai lấy màu hồng đậm là phải nhanh tay này, không là em thử lên đẹp quá mọi người lấy hết này. Đây màu hồng đậm đây, màu hồng đậm đây nhá. Có những màu nào bạn ơi, hiện tại là còn màu hồng đậm này, còn hồng đậm nhá, còn hồng nhạt, hồng đậm này, hồng nhạt này và màu xanh nhạt nhá, và màu xanh nhạt như mình mới mặc đó ạ. Còn 3 màu nhá, còn hồng đậm, hồng nhạt và xanh nhạt nhá. Chưa bao giờ xả rẻ thế đâu, cho nên mọi người nhanh tay lên, nhanh tay lên. Sắp hết màu rồi, hết màu liên tục rồi. Hiện tại là hết mất 2 màu rồi nhá, hết màu đỏ và màu xanh than rồi. Cho nên là còn 3 màu nữa bây giờ. Mọi người lấy màu nào thì chọn nhanh ạ. Đây. Hiện tại là còn xanh nhạt nhá. Còn xanh nhạt này. Thấy em chưa chị? Chưa em ơi, chưa thấy comment đâu. Em lấy màu gì? Em lấy màu hồng đúng không? Oanh lấy màu hồng comment lại cho chị số điện thoại đi em ơi. Em xem có comment của Oanh đó không em? Oanh bị ẩn rồi. Oanh comment lại. Oanh comment lại cho chị số điện thoại đi. Hình như là em comment bị ẩn rồi. Đúng rồi. Đây nha em ơi, chị đứng lên cho em xem này. Quá đẹp luôn, đảm bảo với mọi người là siêu đẹp luôn ấy. Lên dáng cực kỳ đẹp luôn, không cần phải nghĩ luôn. Dáng này không cần phải nghĩ luôn. Quá đẹp luôn. Còn 3 màu thôi nhá. Còn 3 màu thôi. Còn 3 màu này, màu hồng đậm, màu hồng nhạt và màu xanh nhạt nhá. Và màu xanh nhạt cực kỳ đẹp luôn. Ai đang xem thì chấm cho em. Váy đang mặc 110k nhá. Váy đang mặc chỉ có 110k thôi. Lê Mai ơi đang xem chia sẻ bài giúp chị nha. Lê Mai cưới xong rồi chuẩn bị bầu bí thì lên đến ủng hộ váy trên Maxi chị này. Đây nhá. Rồi oanh rồi lấy hồng đúng không em ơi? Ok em nhá. Oanh lấy hồng này ok này. Hồng đậm rồi ok, Trang Min lấy hồng đậm ok nhá. Oanh ok, Trang Min ok. Rồi hiện tại chỉ còn hai màu xanh, một màu hồng đậm và hai màu hồng nhạt nhá. Ai lấy thì comment lại cho em này. Rất là rẻ luôn. Đây. Rất là rẻ luôn nhá mọi người ơi. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm để em tiếp tục like nào. Thắm Phạm hủy đơn ok nhá. Thắm Phạm lấy màu gì còn vứt ra đây cho chị luôn. Quá đẹp luôn. Mọi người ơi ạ. Chào Phương La La nhá. Ai lấy màu nào nữa thì comment lại cho em nhá. Ai lấy màu nào nữa thì comment lại cho em này. Quá đẹp luôn này. Chưa bao giờ đẹp như thế. Mặc đầm khác đi em đang. Rồi ok Thắm Phạm nhá. Ok mình đã xả đơn của bạn ra rồi nhá. Mình xả đơn của bạn ra rồi. Xả rất là rẻ rồi mà bạn không lấy rất là phí. Thật sự là hàng này rất là phí luôn ấy, hàng Quảng Châu rất là đẹp luôn. Có 55kg Hoàng Diệu ơi, những cái váy này 55kg thoải mái mà bạn 70 cân vẫn mặc được nhá. Những cái váy này là sản xuất cho những người thật sự sản xuất cho những người mà
gầy cũng mặc được mà béo cũng mặc được. Đa phần những người nào béo mà khó đi tìm váy thì nên mặc cái dáng váy này nhá. Người nào mà béo khó tìm váy thì nên mặc những cái dáng váy này, bởi vì là nó che được cái khuyết điểm bụng của mọi người này. Cái ở chỗ bụng nó dập ly rất là nhiều, cho nên là nó che được. Nếu như ai béo bụng cũng mặc cái váy này rất là thoải mái luôn, cực kỳ thoải mái luôn nhá. Có 3 màu thôi, hiện tại còn 3 màu thôi ạ. Hiện tại còn 3 màu thôi nhá. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em này. Còn màu xanh, màu hồng nhạt và màu hồng đậm nhá. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em ạ. Đồng giá 110k một váy. Đồng giá 110k. Bạn ơi, Hoàng Diệu ơi, những cái váy này, hàng này vải van bạn ơi, không có đầm tầng đâu nhá. Hàng này vải van, những cái hàng này bạn có thể mặc được hai kiểu này. Bạn có thể mặc kiểu bình thường như thế này, bạn có thể mặc kiểu bình thường như thế này, hoặc là kiểu trễ vai cũng được nhá. Cái đấy em vào bạn này em không có, chỉ có Vietin nữa. Aribank, Aribank hoặc là Vietin. Vải này là vải van cáp nhá. Đây nhá, vải màu xanh, váy xanh đây bạn ơi, Sĩ Trần ơi, màu xanh đây nhá. Màu xanh rất là đẹp luôn. Đẹp mà. Đây màu xanh đây, màu xanh đây, màu xanh hoa nhí rất là đẹp luôn nhá. Mặc mát bạn Nguyễn Hạnh Nguyên này, mặc cực kỳ mát luôn, đảm bảo các bạn nếu như mà hàng vải van không mát thì không còn vải nào mát nữa đâu. Hàng vải van cát không mát thì mấy giờ chiều chị? 53 cân vừa bạn ơi. 53 cân vừa nhá, bởi vì là bạn nhìn mít ướt thôi, bởi vì hôm nay chị xả cái mẫu này thôi. 65 cân vừa như Hồng ơi, bởi vì hôm nay mình xả riêng, xả chiên cho mọi người cái mẫu này ấy, cho nên là 22 phát thì 6 bến thủy nha, cho nên là mình đang like cho hết sạch cái mẫu này đi, bởi vì hàng vừa về xong nhưng mình like chiên cho mọi người mới bán giá như thế này thôi. Mới bán giá rẻ như thế này thôi mà bây giờ còn 3 4 5 6 cái nữa thôi, còn 6 cái nữa thôi. Mặc thử màu xanh à, ok nhá, mình đi mặc thử màu xanh nhá. Mới mặc màu xanh xong, mới mặc cho màu xanh cho mọi người xong. Cho em coi màu hồng ok nhá. Đây mình mặc thử màu xanh đây các bạn ơi. Màu xanh đây nhá, và màu xanh cực, màu xanh đẹp này. Nhẹ nhàng này. Này cái này đi biển thì chỉ thế này thôi chứ cái việc gì nữa hả? Đội thêm cái mũ rộng. Đá là hẳn rẻ, với hẳn được cả bồ và được băng tiêm nhiễu không? Thương này, nhắn tin loan nấu nha, tên cho bạn luôn à. Bạn thử là ông nấu, có lẽ bác thương hỏi đi đấy. Màu hồng, em coi màu hồng ok em ơi, màu hồng đây nha Sĩ Trần ơi. Sĩ Trần lấy màu nào thì comment lại cho chị nhá. Màu xanh này, có màu xanh này. Mặc thử màu, mình mặc thử màu xanh đây nhá. Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, Nguyễn Hạnh Nguyên mà lấy màu xanh này thì comment lại cho mình nhá. Màu xanh chỉ còn 3 chiếc nữa thôi. Màu xanh chỉ còn 3 chiếc nữa thôi, màu hồng đây nhá. Màu hồng đây, ai muốn em mặc thử màu nào thì comment lại cho em nhá. Thì comment lại cho em này, bạn Nguyễn Hạnh Nguyên có ưng màu xanh này không ạ? Bạn Nguyễn Hạnh Nguyên có ưng màu xanh này không ạ? Màu xanh quá đẹp luôn. Ai lấy màu nào thì comment cho em nhá. Tớ lấy một màu xanh ok nhá. Bạn Nguyễn Hạnh Nguyên lấy màu xanh comment cho mình số điện thoại nhá. Bạn Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, bạn Nguyễn Hạnh Nguyên lấy màu xanh comment cho mình số điện thoại nhá. Màu xanh còn 2 chiếc nữa thôi, màu xanh chỉ còn 2 chiếc nữa thôi. Ai lấy màu xanh này nốt thì comment lại cho em này. Quá đẹp luôn. Đảm bảo với mọi người luôn. Những cái hàng này này, tay to đến đâu cũng mặc được, tay to đến đâu cũng mặc được nhá. Đấy, ship Hà Nội tầm 20 25k thôi chị ơi, ship rất là rẻ luôn. Nhà em ship hàng cực kỳ rẻ luôn, bởi vì là bó hàng ấy. Cho em coi lại màu hồng ở đây em ơi, có màu hồng đây em. Màu hồng đây nhá. Nhẹ nhàng lắm, màu hồng này cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Em lấy màu hồng này mà mặc em này, quá đẹp luôn. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em nhá. Kéo lên đây ok, kéo lên thoải mái đây. Ship tầm 20 đến 25k bạn ơi, ship tầm 20 đến 25k nhá, bởi vì cái hàng này nó rất là nhỏ, hàng váy van này khi mình quận lại nó chỉ nhỏ tí này thôi này. Cho nên là một bọc các bạn khi nhận đấy các bạn thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà tung ra nó là một cái váy như thế này đấy ạ.
Đó nha, hàng mùa hè nó không to như hàng mùa đông đâu, cho nên mọi người yên tâm đi, cước rất là rẻ luôn. Cước của nó mỗi một váy đến đâu chưa đến 2 lạng ấy. Ship rất là rẻ luôn. 20 đến 25k nhá. Đấy. Rồi bạn Sĩ Trần lấy hồng comment cho mình số điện thoại. Bạn Sĩ Trần lấy hồng comment cho mình số điện thoại luôn nhá. Bạn bạn Nguyễn Hạnh Nguyên chưa comment cho mình số điện thoại. Bạn Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, Nguyễn Hạnh Nguyên comment cho mình số điện thoại. Sĩ Hồng comment số điện thoại nhá. Quá đẹp luôn. Đứng lên đây bạn ơi. Đây nhá. Mình đứng lên cho bạn coi đây. Quá đẹp luôn. Đó. Siêu đẹp luôn. Cảm ơn bạn Sĩ Trần nhá. Mình nhận được số điện thoại của bạn Sĩ Trần rồi. Em chỉ còn 4 chiếc váy nữa thôi. Em chỉ còn 4 váy nữa thôi. Ai lấy là comment lại cho em nhá. Em còn 4 váy thôi. Đấy, mình kéo váy lên rồi nhá. Nhưng thực tế nếu như cái dáng váy này họ sản xuất ra để mình mặc chế vai này. Nhưng mà nếu như ai thích kéo lên thì cứ kéo lên nhá. Cái chun ấy, cái chun họ may cực kỳ cẩn thận luôn đây ạ. Cái chun họ may rất là cẩn thận luôn này. Mặc thử màu hồng ok, để đợi chị một chút chị vào mặc thử màu hồng nhá. Đợi chị một chút chị mặc thử vào màu hồng nhạt này cho em này, quá đẹp luôn này. Màu hồng nhạt này rất là đẹp luôn á. Đây. Đằng sau lưng đây nha mọi người ơi, nếu như ai mọi người nhìn đằng sau lưng này. Rất là đẹp luôn, cực kỳ gợi cảm nhá. Vải này là vải van em ơi, những cái gen phía trên này này khi mặc là nó xòe ra rất là đẹp luôn này, những cái gen phía trên này nhá. Đó, cái diềm phía trên này khi mặc là nó xòe hẳn lên trên luôn. Rất là đẹp luôn, nên ai lấy thì em còn 4 chiếc thôi, ai lấy comment lại cho em nhá. Mỗi cái chỉ có 180k thôi nhá, nhà em bán trên này thôi, còn bình thường là 150k nha mọi người. Đến thứ hàng là 150k nhá. Thật ra nhà em xài thì cũng 1 tháng ngay đó. Nguyên Hạnh Nguyên ấy, em nhận được đơn của chị đấy nhá. Của chị là màu xanh nhá. Em nhận được đơn của chị rồi nhá. Ai mà đang ở đó thì cho em địa chỉ luôn nha mọi người. Màu hồng đây em ơi, màu hồng nhạt đây nhá. Đúng rồi, 110k bạn Duy Duy ơi, xả chỉ có 110k thôi, rất là đẹp luôn này. Ở đâu nhà? Ở 22 Võ Thị Sáu Bến Thủy ở Vinh nhá bạn ơi. Mình ở Vinh nhá, có ship toàn quốc luôn, ship toàn quốc 20 đến 25k rất là rẻ luôn. Nhá, 20 đến 25k, siêu rẻ luôn, hiện tại chỉ còn 4 váy thôi. Ai lấy váy nào thì comment lại cho mình nhá, chỉ còn 2 màu, chỉ còn 3 màu, 4 váy và 3 màu nhá. 4 váy và 3 màu hồng nhạt này, hồng nhạt, màu xanh và hồng đậm nhá. Hồng nhạt, màu hồng đậm hơn này. Đây là màu hồng đậm hơn này. Và màu xanh nhá. Và màu xanh em mới mặc màu xanh đấy ạ. Màu xanh siêu đẹp luôn. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em nhá. Còn 4 váy thôi ạ. Xả 110k, quá rẻ luôn. Chưa bao giờ rẻ như thế. Có được như trong ảnh. Nguyễn Hương ơi, em đang mặc thực tế đấy mà. Các chị muốn em mặc cái nào cho các chị là các chị cứ ghi thôi, cứ comment thôi. Em đang mặc thực tế này. Rất là đẹp luôn. Nếu như hàng này các chị nhận mà không được như trong trong em live stream này thì các chị cứ trả thôi. Các chị cứ trả thôi, vì là các chị muốn bóc cái nào ra để em mặc, em cũng mặc được mà chị. Không có váy hoa tầng đâu bạn nhá. Mình không có váy hoa tầng đâu ạ. Các chị muốn em mặc cái nào em cũng mặc cho các chị xem luôn. Cho nên là các chị không cần phải lo rằng là nó có được như trong ảnh không. Bởi vì em cũng thực tế là em cũng đang bóc đây này. Thực tế là em cũng đang bóc hàng để cho các chị xem đây này. Đó. Đây, em cũng mới bóc từ trong túi ra cả đây, cho nên các chị yên tâm đi nhá. Nên các chị yên tâm này. Rồi ok, Nguyễn Hạnh Nguyên lấy một xanh. Ok nhá, Nguyễn Hạnh Nguyên có đơn rồi đúng không? Rồi ok nhá, Nguyễn Hạnh Nguyên mình làm đơn cho bạn màu xanh rồi nhá. Mặc kiểu không chế vai. Mà bạn Giang Móm ơi, kiểu này bạn có thể mặc không chế vai bình thường này. Không chế vai các bạn cũng mặc bình thường luôn nhá. Riêng váy này các bạn mặc được hai kiểu, không chế vai và chế vai nhá. Đây. Đó. Mẫu này mua rồi đẹp như trong ảnh. Dạ đúng rồi đấy chị ạ, hàng này đẹp mà chị. Hàng này đẹp lắm. Đảm bảo với mọi người là đẹp nhá. Mặt chiếc con Hường là mình có xương. Mình có xương này cho mình nghỉ khoe ra thôi, gợi cảm. Hàng này là từ 40 cân đến 60-70 cân đều vừa nhá. Bầu 9 tháng cũng có thể tự tin mặc cho em nhá. Riêng bầu 9 tháng cũng mặc thoải mái luôn. Bởi vì những cái hàng này có co giãn nhá. Chất vải rất đẹp. Mà đúng rồi, chất vải đẹp mà không bị xù đâu chị ạ. Em không biết là chị mua khi nào, nhưng mà em thấy em đảm bảo với mọi người là chất rất là đẹp luôn ấy. Chất cực kỳ đẹp luôn. Hàng này chất không đẹp thì mọi người cứ trả lại cho em. Em nổ về lăn tăn một cái chi cả luôn. Vì là đến cửa hàng em cũng bán là 140.000, 150.000 chứ không có chuyện em xả 110.000 đâu ạ. Xả 110.000 là em chỉ xả thôi. Có kiểu à,
Mình cao 1m55 nhá Giang mỏm ơi. Chị Lan Anh Võ ơi, chị lấy cái màu hồng nhạt này đúng không ạ? Chị comment cho em số điện thoại nhá. Em like hết sản phẩm này em sẽ like đến sản phẩm khác nhá. Em chỉ còn 4 chiếc nữa thôi. Em like hết sản phẩm này em like sản phẩm khác, bởi vì là riêng những sản phẩm này hôm nay em mới xả, em mới xả nhá. Nên chị Lan Anh Võ mà lấy cái màu hồng nhạt này thì comment lại cho em số điện thoại này, em đảm bảo với các chị này, khi mà mặc ấy những cái phía trên này rất là đẹp luôn này. Đó. Những cái gen phía trên này rất là đẹp luôn á. Mày váy tầng màu vàng trên gần man nơ canh. À chị mua shop em 200k đúng. Trời ơi, chết mất. Em năm ngoái em bán những 200k à chị? Em không nhớ, chị Lan Anh Võ ok, chị Lan Anh Võ nha, em không nhớ là năm ngoái em bán những 200k đâu chị ạ. Không có màu vàng nữa đâu xu ơi, mình bán hết rồi, mình bán hết rồi, hiện tại chỉ còn 4 chiếc nữa thôi. Chỉ còn 4 chiếc nữa thôi nhá, không có hết sạch màu vàng rồi. Màu vừa nãy có màu đỏ, màu xanh than, vừa nãy về rất là nhiều màu nhưng mà bây giờ là hết sạch rồi, mọi người đặt hết sạch rồi nhá. Hiện tại bây giờ chỉ còn 3 màu thôi. Màu xanh nhạt. Đây nhá các bạn ơi, năm ngoái chị mua của em rồi thì chị cứ tự tin lấy đi chị ơi, năm ngoái hả những 200k đấy chị ạ. Mà năm nay em xả 110k là chị biết là nó quá đẹp rồi, quá rẻ rồi. Có em ơi, Duy Duy ơi, có nhá, có thấy em nhá, có thấy em. Để em chỉnh lại cái, em chỉnh lại cái góc máy cho mọi người dễ nhá. Này không cần phải dựng lên dựng xuống để cãi nhau loạn xì ngậu về cái chuyện rơi dùng điện thoại nữa. Đây nhá. Đấy. Ai lấy váy này thì comment lại cho em nhá. Có 3 màu, hiện tại có 3 màu thôi mà. Màu hồng nhạt, màu hồng đậm và màu xanh nhạt nhá. Ai muốn xem màu nào thì comment lại cho em này. Bạn Giang móm lấy màu nào thì comment lại nhá. Em thấy riêng nghe bản thân em thấy màu hồng nhạt này rất là đẹp luôn. Bởi vì nó nhẹ nhàng mà mặc mùa hè mấy nữa mọi người mới thấy nắng lên 40 độ mọi người mới thấy rằng là giá trị của màu. Giá trị của màu nó sẽ như thế nào nhá. Đây. Mình ở 22 Võ Thị Sáu Bến Thủy nhá bạn ơi, mình ở Vinh nhá, 22 Võ Thị Sáu Bến Thủy. Đó. Rất là đẹp luôn này. Ai lấy thì comment cho em nhé. Huyền Trang Trần để màu xanh nhạt. Ok, chị Lan Anh Võ lấy màu hồng nhạt. Ok, Lan Anh Võ có đơn rồi đúng không? Lan Anh Võ lấy hồng nhạt. Ok rồi ạ. Chị Huyền Trang Trần lấy xanh nhạt. Comment cho em số điện thoại đi chị ơi. Huyền Trang Trần ơi, comment cho em số điện thoại nha. Xanh nhạt của chị đây này. Xanh nhạt của chị đây nha. Hồng nhạt, em thấy hồng nhạt, bản thân em thấy hồng nhạt rất là đẹp luôn. Huyền Trang Trần này. Ok nha. Hiện tại em chỉ còn 3 chiếc thôi. Hiện tại em chỉ còn 3 chiếc. Ai lấy chiếc nào thì comment lại cho em nha. 110k. Đó. Khách nhắc em mới nhớ là năm ngoái những 200k đấy ạ. Năm ngoái mình bán những 200k cơ à. Cô Út có đơn chưa? Rồi ok. Em ở Vinh nhà. Cô Út ở Vinh nha. Làm đơn ở Vinh cho cô Út nha. Ok em nha. Thử màu xanh nhạt à, Huyền Trang Trần, ok nhá, để mình đi thử màu xanh nhạt này. Lấy màu gì? Như Lan Đoàn hôm nào cũng... Còn ba màu, chị Như Lan Đoàn lấy màu nào nào? Lấy màu nào comment lại cho em để em đi thử nào. Như Lan Đoàn nhá, lấy màu nào comment ngay. Theo cảm nhận của em thì màu hồng nhạt rất là đẹp và nhẹ nhàng. Duy Duy ơi, bây giờ chị mới thấy này, bởi vì là hình như comment của em không kết bạn với chị, nó bị ẩn ấy, thỉnh thoảng nó mới nổi lên một comment thôi em ạ. Chị trả lời hết tất cả những cái ai comment đó chị đều trả lời hết mà. Rồi ok, chị lấy hồng nhạt chị, ok như Lan Đoàn này. Huyền Trang Trần comment số điện thoại cho em chưa? Huyền Trang Trần chưa có. Huyền Trang Trần ơi, comment cho em số điện thoại nhá. Để em bây giờ đi thử màu xanh nhạt cho mọi người này. Thử ngoài năng em. Hẳn đấy là hẳn để ngay tao búng đi được. Như đi học phải về để đi ăn rồi là về thấy, tặng thấy. Rồi là tối tháng. Chiều học tiếp. Đây màu xanh nhạt đây nhá. Chị Huyền Trang Trần ơi, đây màu xanh nhạt đây nhá. Có váy nào là em thử cho các chị luôn. Các chị cứ yên tâm đi, các chị cứ yên tâm đi, bình thường này. Em sẽ có váy nào em sẽ thử luôn đây nhá. Ai lấy xanh nhạt không ạ? Xanh nhạt còn một chiếc duy nhất thôi.
Rồi Duy Duy lấy hồng nhạt à em ơi. Này Duy Duy lấy hồng nhạt có mừng số điện thoại em ơi. Nhưng đều không trả lời. Ừ chị không nhìn thấy Duy Duy chưa có đơn à em. Chưa. Duy Duy ơi con mừng số điện thoại đi, còn một chiếc duy nhất thôi em ơi. Đúng rồi trời ơi. Thế là nó bị ấy đấy em ạ, nó bị ẩn đấy. Đảm bảo với em là nó bị ẩn chứ nếu không em lấy hàng thì làm sao mà chị có thể ấy được. Bây giờ bạn Duy Duy còn một chiếc hồng nhạt duy nhất để cho bạn Duy Duy nhá. Duy Duy comment lại cho chị số điện thoại này. Và màu xanh nhạt còn một chiếc thôi ạ. Màu xanh nhạt còn một chiếc, màu hồng đậm còn một chiếc. Bạn gì nhờ? Này đây là chọc của Duy Duy này, cất cho Duy Duy này, không tí nữa Duy Duy lại không có này. Còn một chiếc duy nhất phải cất cho Duy Duy. Huyền Trang Trần ơi, comment cho em số điện thoại đi chị ơi. Huyền Trang Trần comment cho em số điện thoại nhá. Hiện tại chỉ còn hai chiếc duy nhất thôi. Ai lấy thì comment lại cho em này, chưa bao giờ em xả rẻ như thế đâu. Chưa bao giờ em xả rẻ như thế đâu ạ. Năm ngoái khách mua của nhà em rồi cũng biết đó. Hàng của nhà em là hàng shop chứ không phải hàng chợ đâu. Hàng của nhà em là hàng shop chứ không phải hàng chợ đâu. Cho nên mọi người cứ yên tâm nhá. Như Lan Đoàn thì có địa chỉ đó rồi. Như Lan Đoàn vẫn em vẫn gửi cho chị ở Đà Nẵng nhá. Duy Duy comment số điện thoại đi em ơi, không là lại trôi mất comment. Mọi người ơi, ai mà muốn xem hàng live của nhà em, ngày nào em cũng xả một sản phẩm nhá. Một sản phẩm nhà em xả giá nhập cho mọi người. Cho nên là mọi người kết bạn trong Facebook của em để theo dõi em những hàng xả nhá. Để theo dõi hàng xả rất là rẻ luôn, xả cực kỳ rẻ luôn. Ai lấy màu nào thì comment nhá. Hiện tại chỉ còn hai màu thôi ạ. Váy trễ vai như em đang mặc hiện tại còn hai màu thôi nhá. Ai lấy màu nào comment ạ. À, mặc đến mô ạ. Rồi ok, em gửi Đà Nẵng cho chị Như Lan ạ. Đây nhá, Duy Duy. Huyền Trang Trần ok rồi bạn ơi. Ôi Duy Duy. Em cũng comment số điện thoại 10 lần rồi à. Rồi ok, tí nữa chị comment nha em ơi. Huyền Trang Trần ơi, chị cứ đợi em một chút nhá mọi người ơi, mọi người đợi em một chút nhá. Có ship thành phố Hồ Chí Minh bạn ơi, hiện tại chỉ còn hai chiếc này thôi, hiện tại còn hai chiếc này thôi. Ai lấy thì comment lại cho em này. Chị Huyền Trang Trần comment lại cho em số điện thoại đi để em ghi vào cái váy kia, còn nếu như chị không lấy cái váy kia để em mang ra em bán luôn cho các bạn nhá. Vì là có rất là nhiều người đang inbox ấy, có rất nhiều người đang inbox cho em. Mà em chỉ còn ba chiếc thôi nên ai phải chắc chắn lấy thì em mới để nhá. Ai chắc chắn lấy thì em mới để. Riêng hàng xả này quá rẻ luôn đây ạ. À. Đây nhá, những cái hàng xả này quá rẻ luôn, ngang bắp chân rồi ạ, à. Hàng dài maxi dài nhá. Maxi dài đấy ạ. À. Cực kỳ đẹp luôn. Có mẫu mô. Có chị ơi, đợi em một chút nha. Hôm nay em xả rất là nhiều mẫu luôn. Đợi em một chút này. Đợi em một chút rồi em xả rất là nhiều mẫu cho mọi người luôn nhá. Chị Như Lan Đoàn nhận được hết hàng chưa? Rồi đợi chị một chút nhá, bây giờ mình qua mẫu nhá. Bây giờ ai đang xem chấm cho em một chấm để em qua mẫu này. Hàng này em còn 3 chiếc nữa thôi nhá. Bạn Thùy Trang Trần không lấy thì mình bỏ ra luôn nhá. Là mình còn 3 chiếc nữa. 2 chiếc màu xanh và 1 chiếc màu hồng nhá. Ai lấy lại thì comment lại cho em này. Bây giờ mọi người muốn mặc váy nào nào? Sang mẫu nhá, em sang mẫu nhá. Váy vàng tầng à. Váy vàng tầng này đúng không? Váy vàng tầng này đúng không bạn ơi? Hết rồi, ok luôn, đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Đẹp ma. Chị chắc tuần nào cũng mua hàng của nhà em ấy Như Lan này. Ngày xưa ở Vinh mà bây giờ chuyển đi Đà Nẵng rồi mà vẫn ngày nào tuần nào cũng tốn tiền với em đúng không? Sao mờ à, lại mờ à? Hôm nay em khai trương cái kệ mà nó lại mờ mịt là thế nào nhỉ? À may không ở gần không được bán nha. Dạ.
Em mong chị bán nhà đấy, bán cho em đi. Đây nhá, váy von này hôm nay em xả 150k này. Đây, váy von này hôm nay em xả duy nhất một ngày rồi, 150k, ai lấy màu nào thì comment lại cho em này. 150k thôi nhá. Ai lấy em không thấy gì à Ngọc Anh Nguyễn ơi, đang thì bắt đầu vào xả váy đẹp mà. Đang thì bắt đầu vào xả váy đẹp thì lại không thấy gì là nắng. Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa hay là mờ lắm? Mờ là em phải thoát ra đó. Mờ là em phải thoát ra để vào like lại. Duy Duy váy vàng tầng, chẳng biết váy vàng tầng là váy nào em ơi. Cái này rơ đó là nói đó. Này đây cái váy nữa. Váy không hóa nữa. Đây đúng không? Đây đúng thì ok chị gái. Đúng ạ. Nếu như đúng váy này thì ok chị gái, váy này là 140k đi. Váy này xả 140k đi. Rất là đẹp luôn. Đây đây đây, 140k có một chiếc thôi. Em mà lấy thì comment lại nhá. Hàng này rất là độc. Hàng này rất là độc và lạ luôn này, hàng này là hàng Quảng Châu loại 1 luôn. Đây. Rất là đẹp luôn. 10 lần rồi đó. Em lúc nào có 10 lần là năng. Em có lấy váy này không? Còn một chiếc thôi. Em có lấy váy này hay để chị mặc thử cho em váy này hay là năng em ơi, comment lại cho chị nhá. Mặc thử váy này thì comment lại cho này. Váy von hoa này ai lấy nữa thì comment lại cho em này. Váy von hoa này em chỉ có 5 chiếc thôi, ai lấy thì comment lại cho em xả một ngày duy nhất 150k. Đang 190k xả còn 150k, ai lấy thì comment ngay đi ạ. Có hai dáng nhá, có dáng dài và dáng ngắn. Đây là em đang mặc dáng ngắn nhá, em đang mặc dáng ngắn này và có dáng dài qua đầu gối luôn. Ai lấy cái ngắn thì comment là cho em là von hoa ngắn và ngắn hay dài là được. Thì comment cho em ngắn hay dài là được nhá. Mặc thử xem mà, Nguyễn Hạnh Nguyên ơi mặc thử cái nào chị ơi. Mặc thử cái váy von tầng này á, váy này chỉ có một chiếc thôi nhá. Ai lấy thì comment lại cho em này. Em cũng không biết đâu, nó không hiện lên chứ. Hiền lên chị Duy Duy ạ. Nó mà không tin mà chị hiền lên lắm. Chị vô check in bỏ tầm, vô cho em số điện thoại đi nhá. Chị Duy Duy, chị sẽ cho số điện thoại. Là Duy Duy ban lấy áo, ban lấy vải đó nhá. Ban cực thêm vải đó đây được. Để nhà em bỏ đá cho ban luôn nhá. Bây giờ có một cải người đây, đi mặc đến nó nhung cái đôi lắm. Tuổi cho Duy Duy nhá. Chị Bình ơi, không cần mặc thử nữa, Duy Duy lấy thôi. Thôi cứ mặc thử cho Duy Duy đã mặc rồi thì mình muốn sâu cho nó đẹp. Đây, rất là đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Đấy, này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Ai lấy, đúng rồi, Duy Duy ơi đẹp. Mình đảm bảo với bạn là đẹp nhá. Đây, mình đảm bảo với bạn là đẹp này. Đó, váy van tầng này. Đấy. Còn màu xanh nữa không nhỉ? 140k thôi, em đang xả 190 của 140k thôi, hàng Quảng Châu. Mọi người vừa em ơi, thoải mái đi em, chị mặc gần đến đầu gối thế này. Chị mặc gần đến đầu gối này, 1m55 gần đầu gối em, chỉ mặc ngang đùi thôi, thoải mái đi em. Em cứ mặc thoải mái luôn nhá. Em cứ mặc thoải mái luôn. Văn Tầng, Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, Văn Tầng bây giờ còn một cái màu xanh này thôi. Bây giờ Nguyễn Hạnh Nguyên ơi còn một cái màu xanh này, chị lấy màu xanh nhá Nguyễn Hạnh Nguyên. Là hết này, em chỉ có 2 chiếc thôi. Bạn chi đó ơi, bạn Duy Duy bạn ấy lấy màu vàng này rồi, bây giờ Hạnh Nguyên lấy cái màu này nhá. Leo lên ghế để em coi à. Đây đây em ơi, leo lên ghế đây, rất là đẹp luôn này, cực kỳ đẹp luôn đó. Mỗi sản phẩm, bởi vì hàng em là hàng Quảng Châu nên mỗi sản phẩm em chỉ có một chiếc với hai chiếc thôi, nên ai lấy cái nào thì comment ngay nhá. Bạn chi đó ơi, bạn Duy Duy lấy màu vàng rồi, bây giờ bạn cái gì nhỉ, Hạnh Nguyên, bạn Hạnh Nguyên lấy cái màu hơi vàng này nhá, màu xanh này nhá. Duy muốn lấy xanh. Rồi ok, Duy lấy xanh này rồi, ok thế để em để cho bạn Hạnh Nguyên cái màu vàng nhá, em đang mặc là ok này. Bạn Hạnh Nguyên ok nhá. Rồi ok, Hạnh Nguyên lấy vàng và bạn Duy lấy xanh nhá, ok chị ạ. Rồi ok nhá. Mà dài đầu gối có Ngọc Ánh ơi, bây giờ mình vào thử mẫu khác nhá, mình thay mẫu khác nhá. Okay. Bây giờ hôm nay em chỉ xả nguyên váy cho mọi người nhá. Nắng Hạnh Nguyên đang lại không? Hạnh Nguyên lấy vàng chứ nữa, Hạnh Nguyên cũng minh lên lấy vàng mà. Ok rồi đấy, ok đấy. Đợi em một tí, hôm nay em chỉ xả, hôm nay em chỉ xả nguyên hàng. Hạnh Nguyên phải Duy Duy cho em thấy chị luôn ý. Hôm nay em xả nguyên hàng Quảng Châu nhá, hàng nào hàng Quảng Châu mới về là em xả này. Chị Minh mặc đâu hả khách? Chịp tình 20 đến 25k nhá, nhà em mà chịp nơi tình thì 10k anh em thuế chịp nhá.
con chụp tôi điền đi tầm 20 đến 25 cái nhá. Váy này vừa ăn nên rất là nhẹ nhá. Ai ở đó thì cho em địa chỉ luôn nhá. Ai lấy hàng gì thì comment địa chỉ số điện thoại cho bà em luôn nhá. Thành phố Hồ Chí Minh là 25 cái nhá, chị Bảo Trấn. Vâng, Nguyễn Hành Nguyễn nhá, Hành Nguyễn là lấy vàng nhá. Chị về Hà Tĩnh 25 cái nhá. Em còn một set này, duy nhất một set thôi. Em còn một set này, duy nhất một set nha. Ai lấy set này cho em này. Ai lấy set này, ở ngoài là váy voan rất là đẹp luôn. Ở ngoài là váy voan nha, trong là áo phông luôn. Mà có 130k thôi, chỉ có 130k thôi. Ai lấy cái set này thì comment cho em này. Đấy, set này cực kỳ đẹp luôn, rộng thoải mái luôn nha, bầu mặc thoải mái luôn này. Đó, chỉ có 130k thôi, một set duy nhất. Ai lấy set này thì comment lại cho em này. Riêng set này cực kỳ đẹp luôn á. Mà các bạn mặc với áo sơ mi đi làm cũng được. Các bạn mặc áo sơ mi đi làm cũng được, sơ mi của Đức á, đi làm ấy kết hợp. Hoặc là các bạn kết hợp với áo phông như mình đang mặc là thoải mái nhất. Vừa cả áo phông cả váy 130k, xả 130k. Ai lấy áo này hàng Quảng Châu loại 1, đảm bảo không đụng hàng luôn. Đảm bảo là cái váy này như em đang mặc này là không đụng hàng luôn nhá. Các bạn có muốn thắt đai vào cũng được này. Các bạn muốn thắt đai vào cũng được, váy rất là xòe luôn. Đó, các bạn thắt đai vào cũng được nha. Ai lấy cái váy này thì comment cho em này. Comment mã cho em đi, comment mã cho nhanh đi. Ai lấy váy này thì comment mã cho em nha. Mỗi hàng này nhé, mỗi chiếc chỉ có mỗi mẫu có một chiếc thôi. Rất là độc, cực kỳ độc luôn. Không có cái đai này. Em mà có đai em vào ngồi đây em thắt cho mọi người xem. Mọi người còn muốn xem thêm sản phẩm gì không ạ? Không có đai, đai màu đen này. Đang thắt thắt thử cho mọi người xem cho đẹp. Bầu bì để bon chen cũng được. Đó, béo cũng mặc được nha, bầu cũng mặc được thoải mái luôn. Ai lấy váy này comment lại cho em này mã số 1 đi ạ. Ai lấy váy này comment cho em mã số 1 nhá, rất là đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn. 130k cả áo cả váy nhá. Riêng set này là cả váy. Nguyễn Hành Nguyên năng à bạn ơi. Ngọc Ánh ok nhá, đợi chị một chút thôi, một chút nữa thôi là chị like đến van bánh bèo dàn đầu gối cho em nhá. Nguyễn Hành Nguyên lấy váy, lấy cái này đúng không bạn ơi? Lấy cái này comment cho mình số 1 là được, để cho dễ nhận biết đi bạn ơi. Bạn mà lấy mã này thì comment cho mình số 1 là được nha. Comment cho mình số 1 để cho dễ nhận biết này. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn, các bạn chỉ cần một cái đai chun ở đây thôi, đi chơi khắp nơi rồi. Quá đẹp. Bảo Trân ơi, còn váy che vai nha em ơi. Váy che vai còn hai màu này. Váy che vai. Váy che vai còn hai màu nha, còn màu hồng và màu xanh này. Em lấy màu nào thì comment lại cho chị nha. Đây, váy che vai còn hai màu thôi, còn màu hồng và màu xanh lấy cái nào thì comment lại cho chị nha. Rất là đẹp. Đây. Ok chưa? Rồi ok, đợi một chút mình mặc đến nào, đến váy van dài nhá. Hoài Nguyễn ơi, cái nào bạn ơi? Hàng này là 110 này, hàng váy von này mình đang xả 110k thôi, còn hai chiếc duy nhất nhá. Mấy chục chiếc từ sáng nay về mà bây giờ còn hai chiếc duy nhất thôi. Ba chiếc, còn ba chiếc nhá. Ok, Huyền này Huyền nhá. Huyền là Nguyễn là hai cái thôi. Đó mình địa chỉ luôn. Tớ lấy vàng thôi. Hai cái cái này thôi. Vàng, xanh trễ vai rồi đó. Rồi ok, Nguyễn Hạnh Nguyên đợi mình một chút nhá. Dạ, cái rồi thì có mình địa chỉ đó. Rồi. Nguyễn Hạnh Nguyên mà có ở đó mà comment cho mình địa chỉ thì quá tuyệt vời luôn. Mình đỡ phải gọi nhá. Đây. Váy che vai thì còn hai chiếc thôi nhá. Em đi chuyển. Ai muốn em mặc mẫu này thì comment này để em mặc mẫu này này. Ai muốn mặc em mặc thử mẫu này thì ok, cái là để em đi mặc thử mẫu này nhá. Đây là mẫu váy von. Đây là mẫu váy von dài qua đầu gối. Đây là mẫu và dài qua đầu gối luôn nhá. Mẫu này rất là dài luôn. Hôm nay em xả 150k này, có hai màu, màu xanh và màu đây ạ. À. Ai muốn em mặc thử mẫu này thì ok cho em nhá. Không thì em mặc thử ra thì mất công lắm. Rất là mất công luôn. Mẫu chị cầm. Gigi ơi, mẫu váy von này thì là 150k, 190 xả và 150k nhá. 190 xả 150k này. 190 xả 150k nhá. Em lấy bảo rồi, Bảo Trân lấy xanh che vai ok. Bảo xanh lấy, Bảo Trân lấy xanh che vai comment số điện thoại em ơi. Bảo Trân comment số điện thoại đi em. Ok, Trang Mi cũng comment số điện thoại cho mình đi. Trang Minh comment địa chỉ ở đây luôn được không? Ok, Trang Minh ơi comment hộ chị cái em ơi. Comment đây nha, em mặc thử mẫu này. Trong
lại đi comment địa chỉ cho em luôn nhá. Không thì để em cho em số điện thoại để em gọi em lại địa chỉ nhá. Nhưng mà nếu rảnh thì mọi người comment địa chỉ cho em luôn được cả. Ok, Bảo Trần nhá, nhận được số điện thoại của bạn thôi nhá. Ai comment được hoặc nhắn tin một lúc em được. Là hết màu xanh nè. Như vậy trời vai thì con một màu hồng đầm nữa nhá mọi người. Em một chiếc này em này. Cái gì? Ôi. Trời ơi, đúng không? Ok, Bảo Tấn đây. Dài quá gối luôn nhá. Dài quá gối luôn. Ai lấy mẫu này thì comment lại cho em này. Em xả một ngày thôi. Có hai chiếc thì phải. Dáng dài này em còn 3 chiếc nhá. Một chiếc màu xanh, hai chiếc màu hồng. Ai lấy dáng này em xả 150k này. Ai lấy dáng này thì comment lại cho em nhanh nhanh gấp rút. Nhanh và gấp rút. 150k có hai màu, màu xanh này và màu hồng nhá. Màu xanh và màu hồng này ai lấy thì comment cho em. Dáng rất là dài luôn. Dáng rất là dài luôn nha, dài qua gối luôn. Ai lấy thì comment. Đây ạ. À, ai lấy thì comment lại cho em nhá. Mọi người rất là ưng cái mẫu này luôn đấy. Mẫu này cực kỳ nhẹ nhàng luôn này. Mẫu này rất siêu nhẹ nhàng luôn. Đúng là dưới thả này. Hồng dài rồi, ok. Hồng dài ok. Hồng dài ok nhá. Hành Nguyên lấy hồng dài, Duy xả hồng à. Váy sơ mi chữ A không có bạn ơi. Ok, Tráng Nguyên nhẹ, Tráng Nguyên nhá. Chung mà mới không có nhá mọi người ơi. Mọi người muốn em mặc thêm mẫu nào thì comment lại đó nhá. Thì comment lại đó để em mặc này. Nếu như mà xả hết váy thì tí nữa em sẽ livestream xả đến áo sơ mi lụa nhá. Tí nữa em sẽ livestream xả đến áo sơ mi lụa. Em nghỉ khoảng độ 15 phút thôi. Hồng bạn đang mặc đó. Rồi ok, em lấy đây rồi này. Đây. Đây nhá Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, em lấy cho chị áo váy màu hồng như em đang mặc đây rồi nhá chị ơi. Em cái xanh tầng chắc chắn lấy rồi, ok Duy nhá, ok em chắc chắn lấy comment lại cho chị địa chỉ với Duy nhá, ok không sao cả em ạ, không sao cả nhá. Trang Min ơi, có thấy comment của em rồi nhá, chị có thấy comment của em rồi ạ. Váy này em chỉ còn 3 chiếc thôi, ai lấy em xả nốt này. Váy này em chỉ còn 3 chiếc thôi nhá, ai lấy em xả nốt 150k thôi, ok nhá, 150k thôi ạ. Em chỉ xả trên livestream thôi, em không xả ở đến cửa hàng em vẫn bán với giá 190k đây ạ. À, em giơ cho mọi người xem nhá. Đây, đến cửa hàng em vẫn bán với giá 190k này. Đó, mọi người nhìn thấy rõ số 190k không ạ? Chứ không có chuyện 150k đâu ạ. Em chỉ xả trên livestream thôi. Ba cái nhà em không bớt giá nữa chị ơi, hàng tất cả đều là hàng xả rồi, đã xả ra là nhà em không bớt giá nữa nhá. Kể cả ship các chị cũng cố gắng chịu ship giúp em với, bởi vì không đi đâu mua được cái giá như em bán đâu. Đảm bảo luôn, nhà em đang gắn con chip cho nên cái cổ nó hơi bị trễ. Em lại cũng không gài khuy đằng sau nữa cho nên mọi người mới thấy cái cổ trễ, chứ bình thường là cái cổ của nó rất là đẹp luôn. Bình thường cái cổ của nó lấy bông hoa ra rất là đẹp luôn nhá. Vì là cái cổ em đang gắn cái chip cho nên là nó không được vào cái cổ đẹp lắm. Đó. Mọi người ai còn có nhu cầu thêm sản phẩm gì nữa không ạ? Để em like tiếp nhá. Ai là em nghỉ thì nên em sẽ em. Hoài Nguyễn ơi, em nhắn tin cho chị không được thì em comment cho chị địa chỉ ở đây luôn đi, để chị cho bạn nhân viên bạn này check, bạn này ghi cho em nhá. Mọi người muốn xem thêm sản phẩm gì nữa không ạ? Hay là để em thoát ra nghỉ khoảng độ 15 phút em sẽ like đến áo sơ mi lụa cho mọi người. Áo sơ mi lụa rất là đẹp luôn, hàng hôm nay lại mới về thêm được mà mười mấy mẫu mới ạ, cực kỳ đẹp. Xả 85.000. Bảo Chân ơi, đầm trễ vai. Bảo Chân ơi, đầm trễ vai hiện tại còn màu hồng nhạt này, màu xanh nhạt này. Đầm trễ vai thì chỉ có dáng này thôi em ạ. Trễ vai không còn dáng nào nữa đâu nhá. Hoặc là riêng cái này thì có cả set này. Cái này là 2 dây này, 2 dây nhưng mà cả set em nhá. Rồi, em đảm bảo với chị không đúng mẫu thì chị cứ chặt đầu em luôn. Chị Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, không đúng mẫu thì chị không nhận là được. Duy ok nhá, Duy có số điện thoại rồi nhá. Duy có số điện thoại rồi. Bạn Dung Bầm ơi, nhiều lắm, nhà mình 200, 300 mẫu váy cơ. Mình không biết like từ đâu đâu, bởi vì là không biết là sở thích của mọi người như thế nào cả. Nên mọi người hãy vào, mọi người vào tường Facebook em để xem. Mọi người vào tường Facebook em để xem. Ngọc Ánh ơi, váy 2 dây đấy là 140k em, bởi vì nó có cả cái áo phông bên trong nữa cho nên là nó đắt hơn nhá. 140k nhá Ngọc Ánh.
váy 2 giây này cũng còn một chiếc thôi, còn một chiếc màu này, một chiếc màu xanh rêu. Em lấy cái này thì có mừng cho chị này. Đây. Bởi vì cái này là nó có cả một cái áo phông bên trong nữa. Yên tâm đi, shop này bán được. Đúng rồi, bà Nguyễn Quốc Khang đã lấy của nhà mình hai lần ở đây. Cái nào đẹp, em bảo đẹp. Cái nào mua không lầm đâu. Dạ, cảm ơn bạn Nguyễn Quốc Khang nhé. Bạn Nguyễn Quốc Khang là người ở chợ tận trong xa lắm, tận trong miền Tây thì phải, xa lắm. Mà bạn ấy mua hàng của nhà mình hai lần rồi. Ok, dưới nhá, số điện thoại của bạn và địa chỉ mình nhận được rồi nhá. Nguyễn Hành Nguyễn cầm điện thoại để em gọi check địa chỉ nhé bạn ơi. Mỹ Hạnh ơi, chế vai còn 3 màu nha em ơi. Chế vai còn 3 màu này, còn hồng nhạt này. Hồng dai còn nặng không? Hành Nguyễn ấy cũng nặng. Voan. Không nóng đâu chị ơi, voan mà, nhẹ tênh luôn ạ. Nhẹ lắm ạ. Các chị cứ 40 độ, các chị cứ mặc cái này cho em này. Cho em xem chế vai hồng nhạt Bảo Chân vừa lúc nãy có đơn chưa? Bảo Chân có đơn đấy. Đây này em này, vừa lúc nãy vừa có một bạn xả ra mới còn đấy này. Bạn Duy Duy bạn ấy xả cái váy này thì mới còn đấy này. Váy này rất là đẹp luôn đấy. Mặc chế vai cũng xinh này. Đây, cái nào đẹp em bảo là đẹp. Chứ hàng mà không đẹp like cho mọi người. Lúc mọi người nhận hàng, mọi người lên đây, mỗi lần em live chim mọi người vào comment linh tinh, mọi người lại bảo là shop này, thế nọ, phản ánh thì mọi người cũng nhìn thấy ở trên face đó luôn mà. Ai đã mua hàng của nhà em rồi toàn người quen cả. Em like trên tường nhưng toàn người quen cả, ai cũng mua của nhà em trên dưới chục lần rồi, mọi người yên tâm nhá. Đây, màu hồng nhạt đây, Bảo Chân này, Bảo Chân có lấy màu hồng nhạt không? Còn một chiếc duy nhất thôi, màu hồng nhạt mà cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Hồng nhạt mà cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Rất là đẹp. Đây. Đó. Mặc cái diềm diềm này nó sẽ Bảo Chân như này lấy hồng nhạt luôn à. Bung ra rất là đẹp luôn. Bảo Chân vừa nãy có lấy hồng nhạt rồi mà. Chị Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, ba cái thì ship nó khoảng độ 25-30k chị ạ. 25-30k nhá. Mặc thử váy che vai ok, mình đi mặc thử váy che vai cho bạn nhá. Váy che vai đó rất là mát nhá. Mà phóng hẳn là có thể mặc trề cũng được, không trề cũng được nhá mọi người. Nhân vật con đùa 3 màu nhá, hồng đầm, hồng nhạt và màu xanh. Ok Hoài Nguyên nhá, Hoài Nguyên à. Ơi không có đâu nám Hoài Nguyên nhá. Không có đâu nám là bầu 5 tháng thoải mái nha bạn. Bầu 9 tháng cũng cứ mặc thoải mái đi bạn ơi. Mình còn ở đây, bạn còn ở đó. Bạn rồi ok Hoài Nguyên nhá, thoải mái. Nguyễn Hạnh Nguyên ở Buôn Mê Thuật ok này. Nguyễn Hạnh Nguyên ơi, comment cho em rõ ràng một chút nhá. Nguyễn Hạnh Nguyên comment cho em rõ ràng một chút nhá. Bảo Chân em lấy hồng vừa nãy, Bảo Chân lấy hồng rồi mà. Bảo Chân có đơn rồi đúng không? Bảo Chân có đơn lấy hồng rồi mà em. Hồng này em, hồng này chỉ còn một chiếc nữa thôi. Ai lấy hồng này nữa thì comment lại này. Hồng này là 110k nhá. Bảo Chân có đơn rồi, Bảo Chân lấy hồng vừa nãy rồi nhá. Nhà chị đã làm đơn cho em rồi nhà, mọi người chỉ cần comment cho em một lần thôi. Chị ơi cho em xem cái hồng chị đang treo. Hoài Nguyễn ơi, cái này đúng không Hoài Nguyễn? Cái này đúng không? Nếu đúng thì ok lại cái để chị lấy xuống này. Không, Bảo Chân vừa nãy lấy hồng rồi, Bảo Chân vừa nãy lấy xanh, bây giờ lấy thêm hồng nữa. Giờ lấy hồng nữa. Rồi ok. Là hồng này hết nhá. Em xem lại đơn của Bảo Chân đi. Ờ, vừa nãy bạn lấy xanh nhạt, bây giờ bạn lấy thêm hồng. Đúng không? Đây nhá. Dáng này ngắn hơn. Dáng này ngắn hơn này Hoài Nguyễn này, cái dáng này nó ngắn hơn. Nếu như mà em tầm khoảng độ 1m5 ấy thì em mặc cái dáng này thôi. Em tầm 1m5 thì em mặc cái dáng này thôi, còn nếu như em cao trên 1m5 ấy, khoảng độ 1m55, 1m6 thì em phải mặc cái dáng mà như vừa lúc nãy em lấy nhá Hoài Nguyễn. Chứ không vừa đâu. Nếu như bầu thì chị sẽ dơ cho em một cái dáng váy này nữa này, còn có một chiếc duy nhất thôi, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, để chị dơ một cái đấy nhá. Ok Bảo Trấn nhá, đơn của Bảo Trấn có rồi nhá. Mét 6A ban lấy chứ bảy cái này ban lấy hơn lắm. Mét màu mặt gai. Mét 6 thì vừa lúc nãy bạn phải lấy cái hoa văn nhí, chứ còn cái này nó ngắn hơn này không vừa đâu. Cái nào vừa thì mình bảo vừa, thì không bạn mua về vứt phí lắm. Đây, nếu như bầu 6 tháng bạn có thể lấy thêm cái dòng này nhá. Cái dòng này, cái váy này rất là dài luôn mà bạn mặc đến lúc đi đẻ luôn. Hàng này là hàng mấy lớp luôn ấy ạ. Hàng này mấy lớp luôn. Đây,
mấy lớp luôn, rất là dày luôn, cực kỳ dày luôn. Nên bạn lấy cái hàng này này, mình thấy cái chất đũi này rất là xinh luôn. À, vậy phải ra tái chân sắp mắc mà. Không, em không mặc được váy không có vai. Ơ, cái váy hồng vừa nãy là bạn lấy rồi mà. Đây, sắp nách là không mặc được à? Đấy, cái này rất là đẹp luôn này, mình thấy cái này rất là đẹp luôn. Các bạn ai mà thích bánh bèo mà mặc suông cái váy này cũng rất là đẹp luôn này, cực kỳ đẹp nhá. Chuẩn bị đến mùa của nó rồi. Đấy. Thôi em tắt livestream nhá cả nhà. Mọi người ơi, mọi người có nhu cầu thêm gì nữa không ạ? Để em tắt livestream nhá, tí nữa em mới sẽ vào. À, cái váy màu xanh treo trên đó, Hoài Nguyễn váy dưới ạ. Váy dưới là váy nào? Cái váy màu xanh treo này đúng không bạn ơi? Váy màu xanh treo trên đó là... Váy này là xả 150k, dáng dài nhá. Bạn Huyền Trang Trần ơi, bạn Hoài Nguyễn này, Hồng Nhá ơi, váy này là qua đầu gối này bạn này. Váy này là qua đầu gối nhá, những cái dòng váy này là qua đầu gối, các bạn có thể mặc được hai kiểu, mặc trễ vai hoặc là không trễ vai nhá. Các bạn có thể mặc không trễ vai như thế này hoặc là mặc trễ vai xuống là cũng được nhá. Dáng này là dáng qua gối nè, dáng này là dáng dài qua gối này. Ai lấy cái váy trễ vai này nữa thì comment lại cho em này. Xem cái set yếm lúc nãy ạ. Ngọc Ánh ơi, xem set yếm vừa nãy ạ. Không biết là mình vứt ở đâu rồi đây. Đây, set yếm này em chỉ còn 2 set thôi, ai lấy thì comment lại cho em này, 140k. Set yếm này là hai set duy nhất nha, 140k, ai lấy thì comment lại này. Hả? Cái vườn sáng nay bán cái nào rồi? Đây nha. Bà Bảo Trâm ơi, còn đồ bộ 79 nha em ơi. Đồ bộ 79 vẫn còn nhá. Áo phông có nhá, bạn Nhí Nhảnh ơi, có nhá, có áo phông nhá, có áo phông. Đó, bây giờ ai lấy cái nào thì comment lại cho em này. Set yếm Ngọc Ánh ơi, có chốt set yếm không em ơi? Set yếm có hai set thôi. Váy hồng cái này mặc thử thôi mà. Hoài Nguyễn ơi, vừa nãy chị mặc thử váy hồng rồi, vừa mặc thử váy hồng cởi ra đến đây xong. Không có đồ nam, Hoài Nguyễn ơi không có đồ nam, nhà chị chỉ bán đồ nữ thôi nhá. Nhà chị chỉ bán đồ nữ thôi. Bùi Bảo Trâm em xem. Váy chị mặc 110. Nhận được hàng rồi, hàng đẹp rồi. Xuân Sơn, chắc nào mới thấy Xuân Sơn gọi điện đó. Chị có vừa mấy gáo sơ mi lụa không ạ, Xuân Sơn? Bạn Gigi, bạn của chị em màu đi. Gigi comment, Gigi kết bạn với mình đi. Áo váy mình đang mặc là 110, xả 110 nhá. Bạn Heo Võ Cao ơi, Heo Võ Cao ơi, 110 chỉ còn 3 chiếc thôi. Heo Võ Cao mà lấy cái... À, váy này vừa hôm nay bạn có bạn lấy rồi. Váy này có bạn lấy rồi, bây giờ còn màu hồng đậm hơn thôi. Màu hồng đậm hơn thôi nhá. Đây, bây giờ còn màu hồng đậm hơn nhá. Váy mình đang mặc mình bán mất rồi. Váy mình đang mặc mình bán mất rồi nhá. Bây giờ mình đi thử. Bây giờ mọi người muốn em thử mẫu váy nào ạ? Chị mặc xem đồ bộ 79. Kết bạn và chị kết lại tại chị đang like. Chị đang like nên chị chưa kết bạn lại với em được. Chị đang live stream nhưng chưa kết bạn được. Đây nhá, bạn nào hỏi xét hỏi váy chế vai thì vào chốt cho mình cái nhá. Váy dài hơn. Không có váy dài hơn nữa đâu Hồng Nhá ơi, không có váy dài hơn nữa đâu nhá. Váy dài hơn nữa thì nó phải là 2 dây nha em. Trễ vai tiếp đi, trễ vai đây em ơi, trễ vai còn 3 màu này thôi em, chỉ còn 3 màu thôi nhá. À chỉ còn 3 màu thôi. À 2 màu thôi, chỉ còn là màu hồng đậm này và xanh nhạt này thôi. Em lấy màu nào thì comment lại cho chị này. Hồng đậm và xanh nhạt. À, mặc set yếm à, rồi ok để chị mặc set yếm nhá. Set yếm. Đầm yếm mặc vừa em ơi, đầm yếm thoải mái Nguyễn Quốc Khang ơi, bởi vì là cái thằng này nó co giãn đến bầu 9 tháng vẫn mặc mà Nguyễn Quốc Khang thoải mái luôn nhá. Áo che vai à. Bây giờ riêng cái tít này mình chỉ xả váy thôi. Riêng cái tít này mình chỉ xả váy thôi nhá. Hàng áo thì mọi người đợi em một chút nữa rồi em xả hàng áo nhá. Nào ai muốn em mặc cái set váy này, em đi mặc thử set váy này cho cả nhà xem nhá. Em đi mặc thử set váy này nhá. Để em cởi cái váy của bạn nào. Mọi người muốn xem áo trê vai với đồ bộ thì cho em một tủ nhé. Chậm lò thì nó quay lại nhé mọi người. Thì nếu nhà em xả đồ bộ, mọi người theo dõi bấm kết bạn đi để tỉ đường xem nhà em xả đồ bộ nhé. Đồ bộ 59k, 69k, 79k nhé. Set 140k nhé chị anh Oanh. Có con một set màu hồng, một set màu xanh nhé. Áo trắng rơi vậy đấy.
đây cũng có thể mặc cả áo tắm bên trong nữa nhé, sẽ cũng tắm 40k nhé. Em cao 1m55 nhé. Đây. Đây nha cả nhà. Set đây à, em chỉ còn 2 set thôi, ai lấy thì comment lại cho em nhá. Set này 140k bởi vì là nó có cả cái áo phông ở bên trong nữa. Áo phông này các bạn có thể tận dụng mặc với lại em mặc với lại quần jean cũng được. Áo phông này mặc thoải mái luôn. Duy Duy ơi, 140k. Duy Duy ơi, 140k Duy Duy ơi, quá rẻ luôn. Bình thường em bán 180, 190 luôn. Ai là khách quen của nhà em thì cũng sẽ biết á. Bình thường. Bạn lấy màu gì, chỉ còn 2 màu thôi Duy Duy ơi, chỉ còn 2 màu thôi. Ai lấy thì comment ngay này. Có màu xanh rêu này. Có màu xanh rêu nhá. Có màu xanh rêu và màu hồng. Ai lấy màu nào thì comment lại cho em này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Em đảm bảo mọi người quá đẹp luôn. Vừa kín đáo mà lại đẹp. Những cái diềm này này nó vảnh vảnh ra, đẹp lắm. Không, cái này đi theo bộ. Đi lấy màu hồng, đi lấy cà thẹt luôn nhá, 140k nhá. Không có đồ bộ à. Không có yếm khác đâu chị ơi. Hàng này em mới về này. À có yếm quần nữa chị ạ. Có yếm quần nữa nhưng mà em không mặc được yếm quần. Cái đấy phải loan. Rồi ok, Hoài Nguyễn lấy hồng lúc này ok, thoải mái em ơi. Cái váy đấy thoải mái đi. Nó anh 5 tháng đó chứ. Nó anh cao 1m6 5 tháng đó chứ. Váy 9 tháng mặc được. Nó anh 5 tháng hơn 5 tháng 6 tháng rồi. Nhà em toàn khách đi mua bầu thôi mà. Năng em không hiểu vì sao mà toàn khách đi mua bầu của nhà em thôi. Đây ạ, à, set yếm này ai lấy thì chốt cho em này, có hai set thôi. Set yếm này chỉ còn 2 set thôi ạ. À. Hết sạch rồi. Ok nhất Duy Duy lấy màu hồng nó sẽ không ngơi chị mặc. Rồi. Duy Duy lấy set hồng nhá thì em chỉ còn một set màu rêu này thôi ạ. À. Bạn anh bạn Ngọc Ánh mà có lấy thì comment lại cho mình nhá. Duy Duy có địa chỉ chưa? Rồi, có địa chỉ. Rồi. Mọi người ok chứ, để em tắt livestream nghỉ một chút rồi em sẽ like đến áo sơ mi lụa cho cả nhà nhá. Em sẽ like đến áo sơ mi lụa, tất cả mọi người chú ý điện thoại để bây giờ nhân viên bên em sẽ gọi điện check địa chỉ cho mọi người nhá. Rồi. Phải có tiền là nhận hàng. Ơ em quên mất, lúc đóng mà em quên tịt đi. Không nhớ ra tí nào nữa. Vội vàng vàng. Ừ, hôm đấy bảo là đúc tờ 500.000 trong đấy mà quên mất. Thế nhá, chào cả nhà nhá.